thoại em, anh thấy vẫn dùng tốt mà. Chào lắm rồi. Thôi được rồi, để anh mua tặng em. Chào anh chứ, em ơn. Quen, người ta vay thêm 5 triệu mua quà cho người yêu. Nó không biết mày làm vất vả hay sao mà nó lại mua quà đắt thế. Mày cảnh giác vào. Thôi, giúp tao lần này đi. Tặng em lại. Ui, cảm ơn anh. Mỗi chỗ tiền này cất riêng, sắp tới về quê ăn Tết còn mua quà cho ba mẹ. Bố mẹ anh quan trọng gì? Mẹ em sau này cũng là mẹ của anh ạ. À, anh sao nha? Tao vừa làm thử có vẻ hiệu quả đấy. Có tiền xài cho anh nhiêu? Thằng nó ngu lắm. Sao tao tiền nó phủ lại? Ở điện thoại của em.